Chấn động cả xóm, lần đầu tới nhà bạn chơi mà gặp luôn được rết trưởng lão trong truyền thuyết. Trước giờ chỉ nghe nói có con rết dài khoảng 20cm là rết cụ rết kỵ rồi, vậy con rết dài gần cả mét thế này thì được gọi là rết gì hả mọi người, có phải là cụ tổ rết trưởng lão không? Rất mong đây không phải là con rết, chứ vừa cầm điện thoại quay mà tôi vừa sợ nó rơi xuống quá, nó mà rơi chắc tôi phải chuyển sinh qua thế giới khác. Mẹ ảo thật đấy, từ bé ăn giờ chưa bị thằng nào như này.